Ok, hôm nay Hello Việt Nam lại tiếp tục thay gạt mưa cho em BMW 520i đời năm 2012. Thì hôm nay mình sẽ tiến hành thay gạt mưa Hello Hybrid nhé. Kèm theo một bộ chân chuyển đổi adapter side lock. Kích thước sẽ là 18 inch và 26 inch. Ok, gạt thử đi em ơi. Hello. Tiếp đi em ơi. Đấy, rất là sạch rồi đấy. Rồi, ok.